Lên, em tên là Hồng Thắm, năm nay 24 tuổi. Em đến từ Lâm Đồng và hiện tại em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng của FPT Shop. Bạn trai mời em giới thiệu. Con tên là Phi Bằng, năm nay 29 tuổi và công tác tại quận Nhất. Nghề nghiệp của con là IT. Phi Bằng. Dạ, cũng Phi Bằng. Phi hả? Phi dạ. Bằng. Phi Bằng chứ phải Phi Bằng. Dạ. Phi Bằng. Bạn gái giới thiệu về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, sở đoản của em là em rất là lười hoạt động. Tuy nhiên thì em rất là khỏe và những gì con trai làm được thì em cũng có thể làm được. Kể cả là bốc hàng hoặc là sửa điện nước ạ. Ghê vậy? Dạ. Sửa điện nước được trong nhà được luôn? Dạ được ạ. Ủa mà không có chơi thể thao mà lười vận động nữa thì sao mà mạnh được em? Tại vì em ở Lâm Đồng nên nhân cà phê nên em cũng rất là khỏe ạ. Dạ. Bạn trai? Dạ, điểm sở trường của em là ca hát, vui chơi hoặc là hoạt động tập thể. Hát bài đi. Bài hát của con thì nó hơi buồn. Đâu hát thử coi nghe buồn cỡ nào. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi tung theo hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người tháo, quanh hiu trong vắng kỳ nghèo. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hơn hờ. Là cái bài hát nó đã buồn rồi mặt. Cái giọng ổng bỏ nữa. Nhỏ nó còn buồn nữa. Ủa mặt buồn luôn hả? Mặt buồn, nói chung dễ thương. Ai? Bạn gái mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì em được một mối tình kéo dài khoảng 3 năm, chia tay khoảng 2 năm rồi. Lý do là bạn nam đó quen một người bạn nữ khác, nói em là do em ít nói, thì vậy bạn đó không có thích em mà thích bạn nữ kia hơn. Ủa em thấy em nói nhiều lắm mà. Dạ đúng rồi ạ, à. Có thể là do sốc quá nên giờ em nói nhiều hơn lúc trước ạ. Phụ nữ rụt rè cũng được chứ có gì đâu, người ta dễ thương duyên dáng vậy. Cái bạn nào mà kỳ khôi, từ đó sốc quá nói nhiều luôn. Dạ. Nhưng mà nhiều khi nói nhiều quá bạn trai cũng bỏ luôn. Nói cho vui vậy thôi, em rất là dễ thương, thích sao mình cứ việc nói vậy nha. Dạ. Bạn kia bỏ chị qua chị đánh luôn. Em có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn tìm được một bạn trai là biết quan tâm đến mọi người, không có gia trưởng, không có áp đặt, nhìn bạn đó có khuôn mặt phúc hậu ạ. Mặt có phúc hậu không? Không có phúc hậu mà đẹp trai được chị. Tôi qua tôi coi mà không đẹp trai được có trách tại sao tôi dìm hàng nha. Dạ. Trời ơi, ông đẹp quá. Tôi qua thấy đẹp quá, tôi muốn đi về dễ sợ vậy. Thôi chị đừng về. Làm gì dìm hàng đàn trai như vậy? Ai biểu nổ anh chi? Nổ anh chi vậy? Nói mình có được, duyên được nói, rồi nói vậy đó. Không, này em chỉ hỏi thôi. Có nhiều mối tình? 3 mối tình. Sâu đậm nhất là gần 4 năm. 4 năm mà chia tay luôn? Cũng cố gắng vượt qua nhiều lắm. Nhưng mà vẫn còn một cái khoảng cách, gọi là một chữ ghen. Ai ghen? Bạn nó ghen hay em ghen? Dạ, bạn nữ nó ghen với lại không có tin tưởng em lắm. Thích bạn gái nói nhiều hay ít nói? Ví dụ như bạn gái không nói thì em nói. Còn ví dụ như bạn gái nói nhiều thì em ngồi nghe bạn gái nói. Chính xác luôn. Dễ có cái mà. Điều gì không thích ở người bạn gái nữa không? Hồi đó thì không thích con gái mà nhuộm tóc. Nhưng mà sau này thấy con gái nhuộm tóc đẹp. Lập trường không vững. Cũng duyên dáng lắm. Cố lên em trai. Dạ. Đẹp trai không bằng trai mặt cưng ha. Nãy giờ nghe anh chia sẻ không? Chị thì cũng bó tay rồi đó, tùy em thôi. Bà mối qua bà chất vấn đàn trai nhiều quá hả? Để anh qua coi đàn gái sao ha, chào em. Dạ. Bây giờ nghe anh nói tưởng tượng ảnh là người như thế nào? Em nghĩ là bạn trai bên đó có tính còn hơi trẻ con một xí. Chắc là chưa có ý định lập gia đình sớm giờ này. Còn em thì em muốn là lập gia đình rồi. Bao lâu? Dạ khoảng được thì năm sau ạ. Bạn ở đây là chín chắn lắm rồi đó nha. Cũng trẻ con vậy thôi chứ cũng 29 tuổi bển rồi. Đám cưới xong đó mình có dự định là mình với cùng bạn trai sẽ làm cái gì không? Dạ nếu mà đám cưới mà có nhiều tiền thì lấy cái tiền đó đi kinh doanh. Kinh doanh cái gì? Tùy vào cái thời điểm đó, nếu mà khả năng mình có thể làm được và mình có hiểu biết về cái lĩnh vực đó mình sẽ kinh doanh. Tốt, có ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Thôi bạn nữ ơi, để mình viết phần mềm cho bạn làm marketing nha. Đó, thấy luôn, cái phần mềm luôn. Khoan, cho mình hỏi con. Mình hỏi kia được đó. Nhưng mà em mới có 24 tuổi đúng không? Dạ. Sao lại muốn lấy chồng sớm vậy? Dạ thích em bé rồi ạ. Thích có em bé hả? Dạ. Con trai hay con gái? Dạ trai gái cũng được ạ. Rồi con thích con trai hay con gái? Dạ thì con thích con gái đẹp giống bạn nữ là được. Sao không biết bạn nữ bệnh đẹp? Không, đoán nghe cái giọng. Đoán nghe cái giọng hả? Không mà đẹp thiệt, dễ thương lắm. Dạ. Con đi với ai? Dạ nay con đi với ba. Ba hả? Dạ. Chào bác. Chào Nguyễn Linh. Dạ. Chào bác Tường. Dạ chào bác. Tôi và ba của Phi Hoàng thấy là tình hình mà tốt đẹp thì mình cứ tiến tới thôi. Dạ. Dạ thôi. Nhưng mà con cứ còn biến nó không biết làm gì trơn á. Chết rồi.
đồ đạc nó cơm nước là má nó lo hết trơn, sáng đi chiều nó về tối nó về mà chưa thấy quay vậy á, nếu chịu nổi rồi. Dạ nếu mà bạn thương con thì con sẽ cố thuyết phục bạn để bạn xuyên hơn một tí ạ. Còn nếu bạn làm không được thì con sẽ làm ạ. Dạ bạn nữ là rất đảm đang á bác. Dạ mình có đi với người thân không? Dạ em đi với mẹ với lại chị họ. À có mẹ luôn ha. Dạ chào cô. Cô thấy dạ. Con rể tương lai mình sao cô? Thấy hơi hài hước. Em thấy cháu thì cũng hiền, nói chuyện thì cũng vui. Bạn trai dạ. Lên tiếng chào bác gái đi. Dạ con chào cô. Thì thật sự ra thì ở nhà đa phần là con tập trung vô công việc của con là nhiều, vừa làm lấy thêm kinh nghiệm và vừa học hỏi thêm, cho nên con mất rất là nhiều thời gian để con xây dựng cho con một cái nền để một vài năm tới con có thể tự đứng và đi một mình. Có thể là con sẽ ra con lập một công ty riêng, những cái việc nhà chỉ cần ba mẹ lên tiếng thì con sẽ làm, và nếu như mà có vợ về rồi thì thôi hai đứa chia đôi. Một chàng trai có khát vọng, có ý chí đấy cô à. Cô thấy sao cô? Thấy thì cũng được, à. Hiền. Thôi cảm ơn cô, được rồi. Cho hai trẻ gặp mặt đi, kéo màn lên. Quan trọng là em có chinh phục được trái tim cô gái không? Nào. Chào bạn. Mình có chút quà. Dạ cảm ơn ạ. Không biết là giờ mình có thể gọi bạn bằng em và xưng anh được không? Dạ anh có thể gọi ạ. Cái nhìn đầu tiên thì anh thấy em rất là dễ thương, rất là duyên dáng, mà anh thấy là hình như anh hơi già so với em thì phải. Quá già. Không biết là em có ấn tượng gì đầu tiên đối với anh? Em thấy anh hiền ạ. Có thể là anh cũng thật thà. Còn em nghĩ là không biết là anh, em nhìn anh em nghĩ là chắc anh cũng chưa muốn lập gia đình đâu, tại vì anh còn lo quá nhiều công việc đúng không ạ? Thật sự ra công việc là cả đời. Mình cứ làm hoài đâu bao giờ hết việc đâu, còn xây dựng mái ấm. Thì không phải là mình xây dựng 1-2 năm, đầu tiên là mình xây cái nhà, rồi sau đó là mình phải tu bổ cho cái nhà đó lúc nào nó cũng mới, lúc nào nó cũng đẹp và nó cũng hạnh phúc. Dạ. Cho nên anh đã chuẩn bị cho cái tâm lý để lập gia đình cũng khá lâu rồi. Ví dụ như khi anh nóng giận á, thì anh sẽ hành xử như thế nào ạ? Khi mà mình nóng giận thì lúc đó không phải là mình nữa, mà là một người khác. Mà một người khác á, thì nói chuyện thay mình, nó gây tới những cái hành động cũng như những lời nói làm tổn thương tới đối phương, khắc ghi mãi trong lòng của mình mà không bao giờ quên được. Cho nên những cái lúc mà anh nóng giận thì anh thường chọn giải pháp là im lặng hoặc là đi ra ngoài, cho đến khi nào mà cả hai bên cùng nguội hết đi, ngày mai đi, ngày mốt đi, rồi sau đó mình sẽ nói lại cái vấn đề đó để hiểu rõ nhau hơn. Hồi nãy bên đây á nha, nói chuyện á, chú thấy con còn nít lắm. Dạ. Nhưng mà giờ chú thấy con hay hơn chú. Không chú, con nói chung mà con cũng làm dâu cho nó. Gì làm dâu? Ồ quên, cùng bạn nữ. Tại vì á, thật sự ra nếu như mà công việc ở ngoài thì chắc chắn là mình phải làm rồi, nhưng mà khi mà về nhà thì mẹ hoặc là vợ đều là người thân yêu nhất của mình. Không lẽ giờ thấy vợ đi nấu cơm, vợ đi làm đồ ăn, mình ngồi mình đọc báo hay là mình chơi game, mình xem phim thì nó không có được vui. Dạ. Cho nên thôi cậy nhào vô làm. Ví dụ như không biết lặt rau thì nấu cơm. Dạ. Không biết nấu cơm thì chắc cũng lau nhà. Thì đơn giản vậy thôi. Giỏi, thằng này giỏi. Nói được ghê á. Con cái con tính sao? Giống như hồi nãy con cũng nói với chú Quyền Linh đó, là con thích con gái đẹp giống như là bạn nữ. Là ai? Dạ bạn Thắm. Hay quá. Hay quá. Rất là hay. Dạ lúc đầu thì em nghe thấy bạn đó hơi con nít, giờ thì em thấy là bạn đó có một cái suy nghĩ rất là sâu. Anh muốn là anh cùng em xây dựng, đầu tiên là sẽ trải thảm cho con đường tương lai và xây dựng một ngôi nhà thật là hạnh phúc. Trong đó có ba mẹ anh, ba mẹ em, anh em và hai đứa con. Nhiêu đó là đủ rồi. Bây giờ là thời khắc chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc. Cho dù điều gì có xảy ra đi nữa thì hôm nay chú thấy con là một người tuyệt vời. Tuyệt vời. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng cho con quá.
Tôi biết rằng trong cô gái vẫn còn một cái sự băn khoăn nào đó. Em cũng có một chút rung động thì em cũng muốn là cho mình và cho bạn đó một cơ hội. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau đi các bạn. Dạ, con xin phép cô cho con được nắm tay em Thắm. Không biết là anh có thể... Rồi, còn cái nữa nè con. Còn phải hôn nhau nữa đó con. Làm tiếp đi. Thôi chú, cái này không có thôi, không có thôi. Nào. Dạ con không biết là con có thể hôn em Thắm được không cô? Được, trời ơi. Trời ơi, ba vỗ tay dữ quá. Ngon không? Dạ thơm. Dạ thơm, họ ngon không? Ổng thơm.